6 trên 7 đại diện của giải ngoại hạng giành chiến thắng ở đấu trường châu Âu và Manchester United là đội duy nhất không có được niềm vui. Tất nhiên, Mourinho có thừa cách để làm khó đội bóng cũ, nhưng nhiều fan quỷ đỏ không khỏi chạnh lòng khi thấy Chelsea đè bẹp Panathinaikos. Thậm chí huấn luyện viên Erik ten Hag còn nhận thêm áp lực khi mà trò cưng Antony dính chấn thương nặng. Ngoài ra, những chuyển động xung quanh trận siêu kinh điển cùng việc Xavi muốn đưa học trò cũ về sân Old Trafford cũng sẽ xuất hiện trong clip dưới đây. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Manchester United hòa trận thứ 3 liên tiếp tại Europa League. Chẳng ai khát khao đánh bại Manchester United bằng người cũ Jose Mourinho và ông thầy lão làng còn chỉ đạo nhiệt tới mức bị trọng tài rút thẻ đỏ. Tuy vậy, Fenerbahce vẫn là bên đá hay hơn trong cuộc đấu đêm qua dù Christian Eriksen mở tỷ số cho quỷ đỏ từ khá sớm. Thế nhưng dù đã chơi cực kỳ xuất sắc, Onana cũng chẳng thể giữ sạch lưới cho ông lớn nước Anh và một điều là kết quả hợp lý với cả hai đội. Hiện tại Manchester United có 3 trận hòa liên tiếp ở đấu trường châu lục và cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu muốn giành vé đi tiếp. Antony chấn thương nặng. Ngoài việc thất vọng về màn trình diễn của Manchester United thì các fan quỷ đỏ còn nhận thêm tin kém vui khi mà chân trái cánh Antony dính chấn thương chỉ 14 phút sau khi được trao cơ hội từ băng ghế dự bị. Ngôi sao Nam Mỹ đã phải rời sân bằng cáng cùng với khuôn mặt vô cùng đau đớn. Hiện tại mức độ chấn thương của Antony chưa được làm rõ, nhưng chắc chắn đây không phải là vấn đề nhẹ và cầu thủ người Brazil khả năng cao phải nghỉ thi đấu dài hạn. Chelsea thắng dễ Panathinaikos. Thất bại trước Liverpool cuối tuần trước chẳng ảnh hưởng gì đến lối chơi đã vào form của Chelsea dưới thời Enzo Maresca. Thậm chí, ông thầy người Italia còn mở khóa thành công Mikhailo Mudryk với một bàn thắng cùng với một kiến tạo trong cuộc đụng độ Panathinaikos. Rực sáng không kém người đồng đội là João Félix cùng với cú đúp vào lưới tập thể Hy Lạp. Ngoài ra thì Nkunku cũng nối dài chuỗi ngày thăng hoa khi lập công để giúp Chelsea thắng dễ Panathinaikos với tỷ số 4-1. Tottenham Hotspur thắng tối thiểu AZ Alkmaar. Sự nhạt nhòa từ Manchester United biến Tottenham Hotspur thành niềm hy vọng số 1 của bóng đá Anh tại Europa League nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Richarlison. Gà trống có chiến thắng tối thiểu cho AZ Alkmaar để giành trọn 9 điểm sau 3 cuộc đấu. Thống kê trên giúp đại diện thành London sáng cửa đi tiếp và có thể thực hiện những tính toán chiến thuật ở lượt đấu tiếp theo. Xavi muốn đưa Rafinha đến Old Trafford. Chưa được bổ nhiệm để thay thế Ten Hag dẫn dắt Manchester United, nhưng Xavi đã tính đến những phương án nhân sự nhằm cải tổ quỷ đỏ. Theo Fichajes, chiến lược gia xứ đấu bò muốn đưa cậu học trò cũ Rafinha từ sân Camp Nou về ông lớn Premier League để cải thiện hàng tấn công. Tất cả đều hiểu là ngôi sao Nam Mỹ đang chơi hay ra sao sau cú hat-trick vào lưới của Bayern Munich, nên nếu thực sự xuất hiện tại nhà hát của những giấc mơ, cầu thủ 27 tuổi chắc chắn là nhân tố rất đáng xem. Tuy vậy, không dễ để Barcelona chiều lòng ông thầy cũ, cũng như chưa chắc Xavi đã thực sự là người thay thế Ten Hag dẫn dắt Manchester United. Luke Shaw tập lại tại Carrington. Sau một thời gian chỉ rèn thể lực trong phòng gym thì Luke Shaw đã có thể tham gia các bài tập trên mặt cỏ tại khu phức hợp Carrington của Manchester United. Tất nhiên, huấn luyện viên Erik ten Hag cần đợi thêm một thời gian để điền tên hậu vệ người Anh vào danh sách đăng ký thi đấu của quỷ đỏ. Hiện tại đã xuất hiện nhiều đồn đoán về việc bộ sậu của đội chủ sân Old Trafford bắt đầu mất kiên nhẫn với Luke Shaw và xem xét bán ngôi sao xứ sương mù nếu nhận được đề nghị hợp lý. Vì vậy, nhân tố 29 tuổi cần thực sự quyết tâm trong lần tái xuất sắp tới nếu còn muốn trụ lại Manchester United. Lamine Yamal quyết tâm trước siêu kinh điển. Cả Barcelona cùng với Real Madrid đều có bước chạy đà hoàn hảo trước siêu kinh điển bằng những chiến thắng cực kỳ thuyết phục tại Champions League. Điều này giúp cho El Clasico tăng tối đa sự hấp dẫn và một trong những ngôi sao được chú ý nhất là Lamine Yamal còn vừa khiến cho các culé phấn khích cùng với tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng Barcelona là tập thể mạnh nhất làng túc cầu hiện tại và toàn đội đang chứng minh điều đó. Barcelona sẽ chơi hết sức mình và hy vọng tập thể mạnh nhất sẽ giành chiến thắng." Các cổ động viên Barcelona xúc phạm Vinicius. Phải vài ngày nữa thì siêu kinh điển mới diễn ra, nhưng bầu không khí thù địch giữa Barca cùng với Real Madrid đã được đẩy lên mức đỉnh điểm. Đáng tiếc là nguyên nhân của hiện tượng trên không chỉ xuất phát từ yếu tố chuyên môn mà nó còn bắt nguồn từ hành vi xấu xí mà không ít culé vừa tạo ra.
cụ thể, một số người hâm mộ Barcelona đã hô vang các khẩu hiệu xúc phạm Vinicius trước và trong cuộc đấu với Bayern Munich hồi giữa tuần. Điều đáng nói là chuyện tương tự cũng từng xuất hiện vào năm ngoái và khiến cộng đồng fan của Real Madrid cực kỳ tức giận. Do vậy, chắc chắn là trận siêu kinh điển đêm thứ bảy sẽ diễn ra với bầu không khí sôi sục và nhiều pha phạm lỗi không khoan nhượng từ cả hai phía. Arsenal khó ký dài hạn với Raheem Sterling. Đang chơi cho Arsenal theo dạng cho mượn từ Chelsea và Raheem Sterling kỳ vọng được pháo thủ mua đất và ký hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta đang cân nhắc những mục tiêu khác song song với quá trình đánh giá chân trại cánh người Anh. Đây là thông tin bất lợi cho Raheem Sterling trong bối cảnh ngôi sao sinh năm 1994 chưa mở tài khoản bàn thắng tại cả Premier League lẫn Champions League. Do vậy, nếu không sớm cải thiện phong độ, Sterling khó được Arsenal mua đứt và phải quay về Chelsea cùng với sự bất định về tương lai. Bukayo Saka vẫn có thể dự đại chiến Liverpool. Nhiều dự báo bi quan cho rằng chân trại cánh Bukayo Saka của Arsenal không kịp bình phục cho trận đấu gặp Liverpool vào cuối tuần. Thế nhưng nhà báo Sam C lại có quan điểm khác khi cho biết là chân trại cánh người Anh hiện đã tập luyện lại và vẫn tồn tại xác suất góp mặt ở đại chiến với The Cop. Ai cũng hiểu là tuyển thủ Tam Sư có tác động thế nào đến lối chơi của pháo thủ, nên không loại trừ khả năng huấn luyện viên Mikel Arteta để cậu học trò trở lại sớm hơn dự kiến để tăng xác suất đả bại lữ đoàn đỏ. Cũng cần nhắc lại rằng hiện tại Arsenal đang kém ngôi đầu của Liverpool 4 điểm và một trận thua sẽ khiến đại diện thành London giảm khả năng cạnh tranh trước vô địch đi khá nhiều. Jeremy Doku và Jack Grealish chưa trở lại. Chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường khiến cho nhiều fan quên mất việc Manchester City cũng chịu nhiều tổn thất về lực lượng không kém bất kỳ tập thể nào trong nhóm Big Six. Theo chia sẻ từ huấn luyện viên Pep Guardiola, ngoài Kevin De Bruyne, Jack Grealish cùng với Jeremy Doku cũng sẽ bỏ lỡ cuộc đấu gặp Southampton tại vòng 9 Ngoại hạng Anh. Với Jack Grealish, ngôi sao người Anh phải ngồi ngoài từ 7 đến 10 ngày nữa và khả năng cao tái xuất vào đầu tháng 11. Trong khi đó, Jeremy Doku cần nhiều thời gian để hồi phục hơn người đồng đội và chưa có thời điểm trở lại cố định. Tuy nhiên, may mắn cho nhà đương kim vô địch Premier League là lịch thi đấu của họ giai đoạn này tương đối nhẹ nhàng, nên thầy trò Pep Guardiola vẫn duy trì được mạch thắng ấn tượng. Man City lập kỷ lục ở Champions League. Ngoài giúp Man City khẳng định tư cách ứng viên vô địch thì màn hủy diệt 5-0 trước Sparta Praha còn đưa thầy trò Pep Guardiola đến kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Cụ thể, The Citizens đã có 26 cuộc đấu liên tiếp không biết mùi thất bại ở đấu trường châu Âu và đây chính là chuỗi trận bất bại dài nhất từ trước đến nay tại Champions League. Mọi chuyện còn ấn tượng hơn khi mà tập thể vừa bị Man City vượt mặt chính là Manchester United với thành tích 25 cuộc đấu liên tiếp không thua từng tạo ra dưới thời của Sir Alex Ferguson giai đoạn 2007-2009. Cũng phải nói thêm rằng, ở hai cuộc đấu tiếp theo tại Champions League, Man City chỉ phải gặp các đối thủ dưới cơ là Sporting Lisbon cùng với Feyenoord, nên khả năng kỷ lục của The Citizen kéo dài là rất cao. Real Madrid hứa trao lương khủng cho Trent Alexander-Arnold. Tôn trọng mối quan hệ với Liverpool, nhưng Real Madrid vẫn đang tìm cách thuyết phục Trent Alexander-Arnold chuyển đến sân Bernabeu. Thậm chí kền trắng sẵn sàng cung cấp cho tuyển thủ Tam Sư mức lương thuộc top 5 ngôi sao cao nhất Los Blancos. Cơ sở cho sự chịu chơi này đến từ việc Trent Alexander-Arnold sắp là cầu thủ tự do, nên đội bóng chiêu mộ nhân tố 26 tuổi vào hè năm sau sẽ không mất phí chuyển nhượng. Cũng phải nói thêm rằng, lương bổng đang là một trong những nguyên nhân khiến tuyển thủ Tam Sư cùng với Liverpool chưa thể tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán. Do vậy, khả năng lữ đoàn đỏ giữ chân thành công trụ cột câu lạc bộ ngày càng thấp và ban lãnh đạo của The Cop cũng đang tính dần các phương án thay thế. Liverpool quan tâm Loic Badé. Với tham vọng nâng cấp hàng thủ thì Liverpool đang hướng ánh mắt đến trung vệ Loic Badé của Sevilla. Được biết ngôi sao 24 tuổi đã chính liên tục cho đại diện xứ đấu bỏ và nhận lại nhận xét tích cực từ giới chuyên môn. Tất nhiên, việc Liverpool có nghiêm túc theo đuổi Loic Badé hay không phụ thuộc rất nhiều vào quá trình gia hạn hợp đồng với Van Dijk cùng với Konate của The Cop. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Loạt trận cuối tuần đã ở ngay trước mắt và người hâm mộ đang chờ đợi nhiều bất ngờ xuất hiện. Do đó đừng quên quay lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật nóng nhất về nhiều tập thể lớn cùng với các ngôi sao đình đám. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.